Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Từ khi đầu mình quyết định mở cà phê cho đến tận ngày hôm nay, vẫn luôn luôn có rất nhiều người ngăn cản. Vì nói thật là chị anh và cũng rất nhiều người trong team cà phê trước đây đều chưa có kinh nghiệm mà chẳng hạn. Mà ngành ăn uống thì như các bạn biết là một ngành rất là khắc nghiệt. Tiếng Anh người ta có câu là ngành này là một ngành cắt cổ. Nên là để tồn tại, để sống, để chống trải trên cái thị trường này, mà lại đặc biệt là ở Việt Nam, là một cái thử thách rất lớn đối với chị anh. Nhưng một khi chị anh đã quyết thì chị anh sẽ quyết tâm làm và đi đến cùng. Và cái con đường hiện tại của mình đang đi, chị anh vẫn nghĩ nó còn rất dài và còn rất rộng. Còn nhiều thứ mà cà phê có thể làm sáng tạo tiếp cho các bạn. Nên là mặc dù là một đường trường đầy thử thách và mạo hiểm, nhưng mà chị anh vẫn cảm thấy mỗi ngày của mình rất là ý nghĩa, và cảm thấy tuổi trẻ của mình và của những bạn đồng hành của mình đang được cống hiến rất là đồng nhiệt. Tất cả các bạn, khi chị Chi Anh có nói với mình về concept của Đời Cà Phê mà chị Chi Anh muốn mở vào thời điểm 3 năm trước, thì đây là một concept khá lạ và đối với nhiều người nó là ý tưởng hoàn toàn điên rồ, và mình thì thấy rất hứng thú vào thời điểm đó, nên mình nói với chị Chi Anh là ok, chúng ta sẽ cùng thực hiện cái concept đó. Và khi bắt đầu những bước đầu tiên xây dựng Đời Cà Phê thì mình làm về menu đồ uống. Menu đồ uống của Đời Cà Phê chính là điểm mạnh của chúng mình. Chúng mình tập hợp từ những đồ uống, từ những sở thích của từng cá nhân trong team và tạo ra những món mà chính bọn mình yêu thích. Ví dụ như là chị Anh thì thích món đồ uống gì đấy có thể vừa mát mẻ nhưng lại có thể có một cái gì để ăn được trong cái món đó. Còn mình thì thích uống trà sữa Thái, nên là mình nghĩ là đấy là những cái món mà mình có thể đưa vào menu vào thời điểm đó. Và chính những món đó đã tạo ra sự khác biệt của cà phê so với những quán cà phê khác vào thời điểm đấy thôi. Hi, I'm Chef Joe from the cafe. When Chiang first told me she wanted to open the cafe and offer food from all over the world in a casual atmosphere, I thought it was very interesting opportunity, and yeah, I jumped at the chance to show people some things that they may never have seen before. Bit of Mexican food, bit of Italian food, bit of all sorts of things. It's been a great opportunity. Chào bạn, mình là Mạnh, bếp trưởng Đời Cà Phê. Khi mà lần đầu tiên gặp chị Anh và được chị Anh giới thiệu về cái mô hình của Đời Cà Phê ấy, ban đầu thì mình cũng rất là lo lắng vì không biết là cái mô hình này có thích hợp với đối tượng khách ở Hà Nội không. Vì mình cũng đã làm rất nhiều nhà hàng Âu, tại Hà Nội, cũng trải nghiệm rất nhiều mô hình bếp. Nhưng mà khi được chị Anh giới thiệu thì thật sự là mình cảm thấy là nó rất là mới lạ. Từ đồ ăn, đồ uống đến ý tưởng kinh doanh. Nhưng sau đó chắc là được chị Anh thuyết phục và tạo cho mình cái niềm tin để mà mình dám đặt niềm tin vào cà phê để chọn cà phê làm nơi mình làm việc. Và cũng đã 3 năm rồi. Mình nghĩ là cái lựa chọn của mình đến thời điểm bây giờ vẫn là đúng. Dù ý tưởng cà phê ban đầu của chị Anh có điên rồ đến đâu, thì vẫn có những người đầu tiên này đằng sau chị Anh là những người tin tưởng vào cái kế hoạch cũng như là thương hiệu của cà phê từ đầu.
là chị anh đầu tiên là muốn cảm ơn người đồng hành của mình và cùng với đội ngũ đồng hành của mình. Chị anh cảm ơn các bạn đã cùng tin tưởng vào cà phê từ những ngày đầu tiên, từ ngày mà chúng ta chỉ có những chiếc bàn ghế sơn hòa để làm ra những món ăn cho bạn ăn nếm, đến lúc chúng ta có phòng ngoài trời, phòng ngoài sân, sau những năm, sau những ngày tháng sửa chữa đầy bụi bặm, các bạn đã đến và thử nghiệm và đã đặt niềm tin vào cà phê và đội ngũ cà phê. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tin tưởng vào cà phê trong suốt 3 năm vừa rồi và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi trong nhiều năm nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. So you can keep me. Xin chào các bạn. Thì thực ra là bộ phận nhân sự thì sẽ có một cái mảng rất là quan trọng đối với giờ cà phê, đó là vị trí tuyển dụng. Với mình, công việc của tuyển dụng của giờ cà phê thật sự có một chút đặc biệt đối với những công ty khác. Đối với bên mình, việc nhận hồ sơ với các bạn có rất là nhiều bạn trẻ, các bạn người nước ngoài hoặc những bạn sinh viên nhưng mà mong muốn gắn bó thực sự với lĩnh vực nhà hàng khách sạn, thì bên mình đều welcome. Như bạn biết đấy, nhân viên chủ chốt của mình cũng là thường là rất là trẻ và nhiệt huyết với cả công ty. Và hiện tại giờ cà phê đang ngày càng phát triển, thế là tất cả những nhân viên là thành viên trong công ty cũng đang dần tích lũy kinh nghiệm và đi lên cùng với ở công ty. Với bản thân mình, niềm tự hào nhất của mình là tìm kiếm những ứng viên, thành viên phù hợp với cả môi trường làm việc, phù hợp với cả định hướng tương lai của công ty, và tất cả các bạn đều mong muốn cùng công ty vượt qua những khó khăn và luôn luôn đặt niềm tin vào công ty. Mình nghĩ rằng đây là những bạn đang xem video clip này. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.